Đó, chỗ này là cái trạm xe buýt. Đó là cái chỗ mà trạm xe buýt chúng tôi vừa xuống. Bây giờ chúng ta đi vào Ly Sandwich thử mua ly cà phê kiểu Việt như thế nào. Hy vọng là có cà phê sữa đặc, không phải là sữa ông Thọ, nhưng mà tôi thấy ở đây á, ngay cả Nestle cũng có bán sữa đặc có đường. Cà phê thì uống với sữa đặc thì nó mới đúng là cà phê Việt Nam. Ăn luôn hả? Ăn không hay là ăn cũng được, hay là ngồi để ăn một chút không? Thư thả đi rồi hãy đi vô kia cho nó. Ở đây, đây là Ly Sandwich ở đường nào ta? À đây cũng có bún nữa nè, bún thịt heo nướng. À, tất cả những cái món này không biết là người ta ở đây người ta bán to go, có cái bàn cho mình ngồi ăn uống cà phê đó Phúc. Thôi thì mình ở đây ăn sáng cà phê một cái đi ha, thư thả đi, mình đi chơi thôi mà. Ồ, thích chơi. có bánh tầm nữa nè. Ly Sandwich bán chính thưa các món rất là Việt, rất là Việt Nam đó. Ngay cả cái bánh xôi giấy này nè mình cũng rất là thích. Bắp hầm nữa nè chứ, bắp hầm không? Không, bắp hầm hả? Ồ, mình thích nhất là cái vụ này nha. Tại vì mỗi lần mà mua đồ nó canh chua rất là tốn tiền, mà ở đây người ta làm sẵn một gói như vậy hả, rất là đỡ tốn. Hay quá. Thảo nào Ly Sandwich thành công quá trời. Đó. Canh cá kho đồ đầy đủ luôn. Trời, chả cá nữa. Thích quá trời quá đất luôn. Bây giờ Ly Sandwich rất là thành công ở Mỹ. Đây. À, chắc như ăn tôi cho nguyên gói bắp hầm đi Cúc. À, người khác trước đi em. Dạ, chị xin lỗi. Dạ, em đi thơm. Bánh bào, bánh bào này. Mình chỉ ăn món Việt thôi. Thì bánh bao cũng món Việt vậy. À, xôi khúc nè, ý là món gì? Đó, đây. Cơm rượu. Cơm rượu, Nguyên ăn bắp hồng với cơm rượu. Ăn món gì? Trời, nhiều món quá, không biết ăn món gì. Chị, có cà phê sữa mà pha bằng sữa đặc có đường không? Giống như sữa ông Thọ mình vậy đó. Thì đỏ đó, thì cà phê sữa là đỏ đó chị. À vậy hả, chứ không phải pha bằng sữa béo đâu không? Không, không. Đó, thấy chưa, Nguyên nói là Ly Sandwich mà. Dạ. À, ghi cà phê sữa Việt Nam có nghĩa là mình pha cái kiểu Việt Nam mình luôn đúng, hả? Đúng, đúng, đúng. Chứ không phải sữa tươi béo. Chị, em không thấy ghi là cà phê có bán ở Sài Gòn á. Có không ạ? À? Có thấy có ghi bán ở Sài Gòn, bữa em dưới Phú Lộc Thọ em thấy ghi là có cái những cái lon đóng á. Là có nhập về Việt Nam bán á, có đúng không? Không biết hả? Dạ. Nguyên á thì Cúc chọn đi, Cúc chọn xong rồi order Nguyên ăn bắp hầm với lại gì lại bắp chứ. Dạ còn một gói à, lấy giúp em đi, em sợ hết. Chị mua lại 2 gói. Một thôi. Một gói mới có bắp cha. Đó, đúng rồi đó chị. Gói đó đó. Uống cà phê sữa Việt Nam luôn đi ha. Cô bạn đang rất là khổ tâm á vì bán nhiều món Việt quá, cô không biết chọn món gì. Thế là cuối cùng cũng rút lại. Mình sẽ ăn bắp hầm, nhưng mà chị ấy gọi là bắp giả chứ không phải là bắp hầm. Đúng là bắp người ta giả ra là khác bắp hầm nha, tôi lộn đấy. Còn uống cà phê sữa. Đúng rồi, ăn cho nó nhớ thời nhà nghèo. Cà phê sữa bao nhiêu một ly chị? 4.50 đồng một ly. Còn gói bắp là 2 đồng mấy á, hình như 2 đồng 75 hay sao á. Vẫn theo cái hương vị Việt Nam. Việt Nam này. Dạ, chứ còn đứng pha từng ly biết khi nào mới xong. Từng ly là không không còn Việt Nam đâu. Dạ. Đây khách đông á. Dạ. Thì... với lại nó đều ổn định chất lượng nữa. Dạ, em mua nó, hồi trước em có làm trong một cái quán á. Em đi du lịch thôi. Lúc em làm là em làm cho khách hàng của em. Dạ. Em làm cho khách hàng của em. Ở Việt Nam ở chỗ nào? Em ở Sài Gòn. Em cũng bán phở. 14 Bùi Viện quận 1. Cái kênh của em mà mai mốt chị coi bà bán phở là chị sẽ thấy. Tụi em tính đi chợ trời đây nè chị.
cái tình cờ cái bạn em nói ủa sao có cái tiệm ly sandwich ở đây, bạn nói thôi thèm cà phê Việt Nam, em nói ở đây có thể có cà phê đúng Việt Nam tại ly sandwich rất là thuần Việt. Đúng, thuần Việt. Dạ, cái thôi vô đây thôi ngồi ăn sáng luôn. Vì sẽ bớt đó chị, bữa đời chứ. Ờ, ngồi ở đi. Em đi hơn 2 tháng. Tại vì quán em đang xây á cho nên được nghỉ lâu vậy đó. Còn bạn em thì ở qua Houghton chơi được qua đây có 4 ngày à. Cho nên em tự phải tranh thủ đi chơi. 4,5 ly cà phê nè. Nó báo hết bộ nhớ luôn, nó tắt cái đập. Ờ ghê ha. Đây ly cà phê Việt Nam 4,5 và khoan để nó đã. Đây là chương trình quảng cáo miễn phí cho ly sandwich. Ai có nhu cầu quảng cáo miễn phí liên hệ bà bán phở nha. Đây là ly cà phê 4,5. Đây là gói bắp giả chứ không phải bắp hầm nha. 2,25 và rất là nhiều món nữa. Ở ly sandwich có một điều rất là đặc biệt, đó là chúng ta không phải đơn thuần là chỉ có ly sandwich bánh mì ở trong ly sandwich đâu. Sau đây là chương trình quảng cáo miễn phí cho ly sandwich. Ai có nhu cầu quảng cáo miễn phí thì liên hệ với bà bán phở nha. Đây ly cà phê 4,5. À sao mình không nghĩ là cà phê nóng ta, mình đang lạnh mà. Nhưng mà không sao, khi mà mình vô cái cửa hàng ly sandwich á, bất cứ một cái cửa hàng nào ở đây thì nó trở nên ấm áp rồi. Chỉ đi ngoài đường mới lạnh thôi. Tại vì hai đứa đang đi ngoài đường mà đi bằng xe bus cho nên nó mới lạnh. À, gói bắp giả 2,25. À, bánh bèo thì 4 đồng. À, khi mà nói đến ly sandwich á, thì chúng ta hay nghĩ là có thể họ chỉ bán bánh mì, bán sandwich. Nhưng mà khi mà bây giờ hiện tại á, tôi bước vào cái cửa hàng á, các cửa hàng ly sandwich luôn luôn có bán đầy đủ các món Việt Nam, mà các món rất là đặc sản Việt Nam luôn, mà đa số là món miền Trung, miền Nam. Từ cái món nhỏ cho tới món lớn, bánh tầm, khoai lang luộc, khoai mì luộc, bắp, bánh bèo, xôi khúc, nhiều lắm, nhiều không thể tưởng luôn. Và các món cuốn rồi, nhưng mà tôi đặc biệt thích những cái món ở ly sandwich có lẽ rất là nhiều người thích đó là cái món mà món ăn Việt người ta nấu sẵn để cho chúng ta có những bữa cơm gia đình đó. Ví dụ như là chúng ta có thể mua rồi to go về nhà ăn thôi, không có mất công. Mà đặc biệt tôi ấn tượng đó là những cái gói đồ nấu canh chua ở đây á, có thể điều này có thể khẳng định là chỉ có người Việt mới hiểu, người Việt nhất là đây. Tại vì khi mà mỗi lần nấu canh chua á, tôi mua đồ nấu canh chua rất là nhiều loại, mà cái định lượng nó hơi nhiều, ở Mỹ này nó hơi nhiều nữa, tính ra rất là hao tốn. Mà tính ra mình mua mình ăn ở tiệm có khi còn rẻ hơn nữa. Nhưng mà ăn ở tiệm á thì đôi lúc tiệm người ta không có nấu bằng cái trái me tươi như là mình nấu ở nhà. Có những cái tiệm người ta dùng những cái gói gia vị canh chua người ta bán sẵn, thì những cái đó nó cũng hơi là hóa chất phụ gia, thì tôi lại không ưu tiên lựa chọn. Tôi thích ăn thuần cái kiểu cũ của mình, là vị chua phải đến từ những trái me tươi chứ không phải là những cái gói gia vị. Dù nó tiện ăn có thể nó ngon hơn, nhưng đó là không nên lựa chọn, không có phải là ưu tiên lựa chọn. Cho nên nếu mà chúng ta tự nấu canh chua thì rất là tốn tiền, mà ly sandwich đã thấu hiểu điều đó và làm sẵn những cái gói nấu canh chua như thế. Nhưng mà khách nó có vị cái nếp, khách nó so với nếp đồ ở đây chứ. Đúng, chính xác. Họ vẫn pha cái sữa tươi hoặc là vị kem béo gì đó, chứ không có là phải là đơn thuần là sữa đặc có đường. Nhưng mà sữa đặc có đường là một cái thành phần chính trong cái ly cà phê sữa này. Cái lưỡi của đầu bếp nó sẽ rất là ngọt. Chảnh không? Ăn hổng được rồi. Cúc ăn đi, Nguyên ăn của Nguyên à. Bánh bèo ngon không? Cơm thì ok, một cái bột hay xuống. À, sao mình không may đâu quay lại? Ủa, may đâu quay lại chứ, tại trời lạnh mà. Mà thịt tôm ở đây thì chắc chắn là tôm thật. Mắm phải biết nha. Mắm phải mặn. À, biết ha, để mình may đâu quay lại thì nó mềm nó ngon biết chừng nào. Tại vì thường đa số người ta mua về người ta ăn
chứ ít ai ăn tại chỗ như mình đó, tại vì mình đi du lịch cái mình sẵn mình ngồi mình nếm thử thôi. Mắm mặn quá, thay đổi nhiều quá em biết, nó phải thêm chút mặn nữa. Ở Chi á mà họ có cái muỗng múc ăn á là bằng cái thanh dừa hay thanh lá như hồi ở quê thì thôi á, chắc vừa ăn vừa khóc vì nhớ quê quá. À mà cũng có thể mình bà bán phở ở Việt Nam nhiều nó không có nhớ quê, mà có thể bà bán phở ăn và người khác khóc á. Người khác khóc vì nhớ quê, à cái gói này là dừa thôi không ăn à, tại vì bà bán phở hơi bị xấu bụng xấu dạ, ăn cái dừa đó vô là họ anh Tào Tháo hỏi thăm nữa. Ok thì mình ăn thử coi. Ồ cái này là nếu mình microwave lại chắc cũng ngon hơn nữa này ha, mình thử coi. Ngon dẻo, không có cần microwave đâu, không ngon lắm, đảo quá. $2.75 á, hai đồng hai mươi lăm à, bằng vé xe buýt. Ờ bằng một cái vé xe buýt mà được một cái bắp ngon quá. Đi bộ đi để ăn mấy mày. Ừ đúng rồi, thay vì bỏ tiền đi xe buýt thì đỡ tiền để tiền ăn xe bắp. Nhưng mà nãy mà đi xe buýt cút chả mà cút là cũng mua mà người đâu có tốn tiền đâu. Ăn rồi mất ngẹn giờ đó. Rồi cảm ơn cút. Bánh mì nóng hổi mới ra lò luôn kìa, quá sáng ngon luôn. Mà không phải khách là người Việt mình không đâu nha, rất là nhiều khách người Mỹ mà không phải là gốc Việt hay gốc Á, người ta cũng lựa chọn đi sandwich để mà mua những cái món ăn, một là bánh mì hay là những cái món ăn khác. Bánh mì làm tại chỗ luôn, bạn thấy không, bánh mì làm tại chỗ và nóng hổi luôn, nhân viên cũng rất là dễ thương. Bà bán phở quay phim đôi lúc làm phiền nhưng mà nhân viên vẫn rất là cười vui vẻ. Ôi ôi bấm trong lò mới vừa lấy ra, trời ơi nó ngon, trời ơi đã dữ vậy trời, trời ơi chắc phải mua ăn quá à, bất chấp mập bất chấp mập. Bánh mì là một trong những món né khi ăn kiêng, nhưng mà trong trường hợp này bà bán phở sẽ ngoại lệ, ăn xong rồi đi bộ tiếp, đi bộ nhiều nhiều chút. Chứ bánh mì như thế này làm sao mà có thể không ăn nổi. Sẽ mua bánh mì này và chấm cà phê này ăn thử coi nó ra sao. Trời ơi. Cho chị có chút nữa tới phiên chị cho chị hai ổ nha. Chị không biết là chị có bị bán cho họ trước đi. Dạ dạ. Cảm ơn em. Cho phép chị quay phim nha. Dạ không sao. Lỡ dính cái mặt em luôn á. Thường thì chị không có quay cái mặt đâu, chị sợ. Nhưng mà đây thôi, chị xin em cho chị quay đi. Dạ. Nóng hổi luôn á. Em cái tiệm này là ở trên đường gì vậy? Dạ Monterey. Nó gần chợ trời luôn đúng không em? Dạ, chợ trời đi lên chút xíu. Đi bộ được không? Đi bộ thì hơi xa. Vậy hả? Dạ, cũng không xa lắm đâu. Đi lên cầu là đã tới nhờ. Chút nữa chị tính đi bộ đó. Dạ, đi bộ thì không sao, trời đi đẹp. Trời sáng nay 9-10 giờ sáng mà còn mờ sương nữa. Dạ, dạ. Y như Đà Lạt á em ha. Dạ. Thích quá trời luôn. Bởi vậy trời này đi chơi là chị đi xe đạp, đi xe bus á. Sáng nay đi bộ với đi xe bus. Chị đi du lịch chứ không phải chị ở đây. Chị ở đây. Chị đi bằng Google. Ảnh hướng dẫn sao đi vậy? Đây là cửa hàng này ở trên đường Monterey, nó gần cái chợ trời, nó chứ gần chứ chắc là đi bộ thì là cũng gần nửa tiếng. Để mình coi Google là 22 km.
bánh mì ra tới đâu hết tới đó. Về phan chay gọi là nóng phỏng tay là đã hết rồi. Hiểu này hả? Ờ đúng rồi đó, phải không? Phải đây mình sữa này kim chị? Cương. Sữa đặc không? Chắc là chị xài cái Nestlé. Cái thấy trong siêu thị nó có bán sữa đặc của mẹ Hiền chứ không phải như bàn tay của bò à. Bò không có không biết. Bò ấm quá để cũng ôm nước coi. Bò nó mặt nó lạnh như quay phải không? Đây mà muốn chấm cái này phải mở ra. Đưa 5 đồng. Thối lại đó là 1 đồng mấy đó, ai ổ 1 đồng mấy đó không biết nữa. Chắc là 1 đồng 25. Có quay ăn không? Không có giống ăn bánh mì chấm với sữa. Không có giống mà kiểu lạnh. Nó lạnh cái nóng. Chấm lần nữa đi. Ờ nó lạnh với nóng đó. Nó à nóng gặp lạnh ha. Thế chi mà nóng thì chắc là tuyệt hơn ha. Nóng chấm đi cái cao nóng. Ừ đúng rồi. Thêm lần nữa cũng ăn ngồi lo nữa rồi quá. Ngồi trong đi xe buýt nhìn ra đó là cái trạm xe bus đó, rồi đẩy chúng ta vừa xuống đó các bạn. Đó, cái xe bus đó đi tiếp tục. Ngồi trong đi xe buýt nhắm ra cũng thú vị ha. Đó, chiếc xe bus. Xa xa là cái trạm xe bus đó. Gửi găng tay ra để cảm nhận hơi ấm của ổ bánh mì. Ấm áp mùa đông. Hỏi chi mà sữa nóng thì tuyệt vời ha. Sữa đá thử coi, bánh mì nóng cà phê sữa đá. Nóng gập lạnh, đắng đắng. Khi mà ăn với bánh mì mình nghe cà phê nó đắng hơn ha. Uống cà phê thì không nghe đắng lắm mà ăn với bánh mì thì tự nhiên nghe cà phê cái vị nó đắng hơn. Thú vị thiệt á. Y chang ở Sài Gòn. Không thể nghĩ rằng đó. Ở trên con đường Monterey ở San Jose Bắc Cali ở nước Mỹ. Ngon quá. Nhớ về tuổi thơ quá. Tuổi thơ là chấm sữa. Bánh mì chấm sữa đặc. Sữa đặc mà ông Thọ. Chấm sữa. Chấm sữa rồi chấm đường. Mà lúc bệnh mới vừa được ăn chấm vừa sữa khóc nha. Đây. Buồn nhớ tuổi thơ khóc.
Không sao đâu chị, chờ được mà. Chị quay đi, đây là món bánh kẹp của cửa hàng của em, rất là cũng rất là nổi tiếng trong cái món mà bên em có ạ. Ủa vậy hả? Khách rất là thích món này em. Khách Tây hay là khách ta em? Cả hai chị ạ. Cả Tây cả ta luôn hả? Cả Mỹ cả Việt Nam. Ồ, cái bánh kẹp màu xanh này nè. Đây, đây là chiếc bánh kẹp của khách nè, của Ly Sandwich nè. Đẹp quá. Món này là món bánh kẹp được nướng trực tiếp, rất là ngon bên cửa hàng bên em. Chị hơi bất ngờ là nướng tại chỗ nóng hổi ngon như thế này luôn á. Ồ, đã quá à. À, mình trở mặt lại hả chị? Trở mặt lại đi. Ồ, nướng một cái gì khoảng bao lâu chị? Khoảng 5 đến 10 phút chị ạ. Một cái 50 phút luôn? 5 phút thôi. 50 phút. 2 phút thôi. Chắc là tổng cộng thời gian chắc 10 phút, đưa bột đồ 5 phút rồi ha. Bỏ bột nướng vô. Nướng thì khoảng 3 phút thôi. Nướng thì 2-3 phút thôi ha. Đó, những cái món Việt trẻ thơ. Mọi người sẽ không có nghe cái mùi thơm thơm của bột đâu. Đó là cái sự thiệt thòi khi mà chúng ta coi qua màn ảnh nhỏ. Còn đứng đây, đứng đây nghe thơm mùi bột, mùi sữa nè, mùi bột nè, mùi lá dứa, mùi nước dừa, đúng rồi. Từng cái mùi một mình đều nghe rõ. Thơm lắm các bạn. Thơm mùi sữa, mùi bột, mùi lá dứa. Đó, vớt ra hả chị? Vớt ra chưa? Đã xong và chờ để cho nó nguội rồi mới bỏ bao ni lông ha. Còn ai muốn ăn luôn thì sẽ ăn luôn, nóng luôn. Ăn gì nóng hổi vừa thổi vừa ăn là số dắt luôn á. Ở bên mì nó chấm nó nở rồi quá trời, nó căng không. Không phải ăn đó thêm. Bánh mì nóng hổi nướng mới ra lò vậy đó các bạn. Đây là Ly Sandwich ở Monterey. Tây ta gì quá trời luôn. Đúng rồi, ở Monterey, ở San Jose. Có cá đậu phộng luộc. Có cá đậu phộng luộc nữa. Đơn giản vậy thôi. Bánh da lợn, bánh tằm, bánh su xê, xôi bắp, xôi đậu đen, xôi gốc, xôi nước thang, bánh mì nướng, bánh bò. Nóng không? Dạ, ẩm ẩm. Các bạn thấy không? Không chỉ có người Việt mà ở đây á, các bạn thấy không? Không chỉ có người Việt mà ở đây còn phục vụ rất là nhiều khách là người Mỹ, không phải là gốc Á. Họ cũng ngồi ăn tại chỗ giống như chúng tôi. Thế là bây giờ là đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Chúng tôi ngồi đây khá lâu. Có lẽ vì yêu thích món Việt và các nhân viên ở đây rất là dễ thương. Cho nên thôi bây giờ là cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Cho nên bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đi bộ khoảng hơn 20 phút để đến chợ trời. Hy vọng là chợ trời còn bán đầy đủ các món để mà chúng ta tham quan. Hẹn gặp lại các bạn trong clip chợ trời nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Chào tạm biệt mọi người.